mẹ có thể đọc cho chúng con một câu chuyện được không? Được rồi hai con, hãy ôm vào lòng và nhắm mắt lại. Và mẹ sẽ đọc cho con nghe câu chuyện cô bé Hoàng Khăn Đỏ. Yay! Một ngày kia cô bé ra ngoài, một ngày đi xa cô đến thăm bà. Cô ấy đi xuyên một khu rừng sâu thẳm để đến thăm bà nhanh nhất có thể mà. Cô nói bà tôi đang ốm nên tôi mang bánh cho bà để bà khỏe hơn nhiều. Và cô bé Hoàng Khăn nói tôi phải chạy. Johnny có bé đây, đường này con ăn không ba ba. Nói dối nghe không ba ơi, mở miệng đi nào. Ha ha ha. Bơ ghê hơ ghê, có bé đây, mấy đứa nhau chi không ma ma. Nói dối nghe không ma ma, đưa tay chúng con. Huggy Buggy có bé đây, bé ăn sô-cô-la không ba ba. Nói lao nhẹ không ba ơi, đưa tay chúng con. Ha ha ha.
Bất kỳ có bé đây học hành chăm ngoan. Vâng ba ơi. Có chắc không? Vâng ba ơi. Sách đó mở ra. Ha ha ha. Achu. Ngắm phải không? Không mà mà. Có chắc không? Chắc chắn luôn. Đưa tay chúng con. Ha ha ha. Ba ơi, mẹ ơi. Gì đó con ơi. Xin lỗi thật nhiều. Có chắc không? Chắc chắn. Đến ôm cái nào? Chúng con xem chuyện tranh nhé. Ha ha ha. Chúc đó với sư tử đó, chúc đây với sư tử đây. Chuyện chúng ta nghe là sư tử ba chúc ở đây. Chúc đi vô rừng, vào rừng sâu. Sư tử bỗng nhiên thức dậy và dựng lên bắt liền chuột ta. Chuột ta khóc và la. Để cho mình đi đi, mình sẽ giúp về sau sớm thôi bạn. Nhưng lúc bạn cần tôi đây, hãy tin tưởng tôi. Chúc đó với sư tử đó, chúc đây với sư tử đây. Chuyện chúng ta nghe là sư tử và chúc ở đây. Chúc đó với sư tử đó, chúc đây với sư tử đây. Chuyện chúng ta nghe là sư tử và chúc ở đây. Sư tử nói: cái đồ nhỏ xíu bằng làm được chi cho mình? Bằng nói chi hơ hơ mắc cười bằng quá. Vì thế tôi tha bằng đi. Cảm ơn. Ngày sau sáng mồi bạn sư tư. Và khi anh trở về nhà, anh bước vào một cây bay và bị bắt với nỗi cô đơn. Chúc đó với sư tư đó, chúc đây với sư tư đây. Chuyện chúng ta nghe là sư tư và chúc ở đây. Chúc đó với sư tư đó, chúc đây với sư tư đây. Chuyện chúng ta nghe là sư tư và chúc ở đây. Chúng ta nghe sư tử gầm vang và cô đến ngay liền. Cô gầm sợi dây tha liền sư tử và nói: giờ ta là một đội. Sư tử trả lời: mình đã sai, đã cười vì bạn quá bé nhỏ. Nếu bạn chẳng ở đây, tôi chẳng biết phải thoát làm sao. Chúc đó với sư tử đó, chúc đây với sư tử đây. Chuyện chúng ta nghe là sư tử và chúc ở đây. Chúc đó với sư tử đó, chúc đây với sư tử đây. Chuyện chúng ta nghe là sư tử và chúc ở đây. Chúc đó với sư tử đó, chúc đây với sư tử đây. Chuyện chúng ta nghe là sư tử và chúc ở đây. Chúc đó với sư tử đó, chúc đây với sư tử đây. Chuyện chúng ta nghe là sư tử và chúc ở đây. Chúng ta sẽ đến sân đê chơi. Chúng ta sẽ đến sân chơi đây. Ta nhảy ta chơi ta cười và chơi trong tim. Chúng ta sẽ đến sân đê chơi. Chúng ta sẽ đến sân chơi đây. Chúng ta sẽ đi theo gia đình của chúng mình. Mọi người nhanh đến đây, chúng ta hãy chơi xích đu. Đu đưa trước với sau, ta hãy chơi nào. Cao hơn đi bố. Cảm thấy như chúng ta đang bay ở trên xích đu. Hãy chạm vào bầu trời cao với ngón chân. Ai có muốn chơi trên bập bên không? Chúng con xuống lên
lên xuống với lên chúng ta chơi nào. Ôi vui ghê, bung cua con trên bọc bên đó, làm như bị thông lét từ đầu đến các ngón chân. Chúng ta sẽ đến sân để chơi, chúng ta sẽ đến sân chơi đây. Ta nhảy, ta chạy, ta cười và chơi trốn tìm. Chúng ta sẽ đến sân để chơi, chúng ta sẽ đến sân chơi đây. Chúng ta sẽ đi theo gia đình của chúng mình. Bạn có muốn chúng ta chơi trên đu quay vui không? Yeah! Xoay ta xoay, chúng ta xoay 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 vòng. Tớ thấy, thấy trong mắt khi chúng mình ở trên đu quay. Thật là mình muốn chơi thêm, thêm nữa đi. Hãy đến leo lên trên trên nào dây lưới. Phải ta lên có khi ta lộn ngược đầu. Thấy trông giống như những con nhện kia ở trên lưới. Chân bạn đừng để chạm xuống đất đó nha. Chúng ta sẽ đến sân để chơi, chúng ta sẽ đến sân chơi đây. Ta nhảy, ta chạy, ta cười và chơi trốn tìm. Chúng ta sẽ đến sân để chơi, chúng ta sẽ đến sân chơi đây. Chúng ta sẽ đi theo gia đình của chúng mình. Chúng ta sẽ đi theo gia đình của chúng mình. Con không muốn lau nhà, con chẳng muốn thức sớm đâu mà bố. Con cũng chẳng thích đánh răng đầu hoặc tắm thơm thò hay là đi ngủ. Con chỉ xem và thích tivi, và con thích sô-cô-la với kem ngọt. Con cũng muốn chơi game nữa nha, cùng với trong tim và xài mình nói. Con không muốn mà, con chẳng muốn mà chẳng chịu đâu. Con không muốn làm, con chẳng muốn làm, không làm đâu. Ba ơi, con không muốn ăn chua. Con không thích đi làm bài tập đâu. Ba ơi, con chẳng muốn đi học, ngồi ở lớp học hay đọc quyển sách. Thích ở đây ngồi mơ với mộng, sao kim ta mơ tới ngôi sao này. Con luôn tin con có thể bay như những chú chim trên bầu trời đó. Con không muốn mà, con chẳng muốn mà chẳng chịu đâu. Con không muốn làm, con chẳng muốn làm, không làm đâu. Con chẳng muốn chia sẻ đâu ba, cũng chẳng thích đâu em gái nhỏ bé. Ôi thôi thôi, chẳng thích rửa mặt, ăn rau cu đầu hay chải mái tóc. Ôi ba ơi, con thích nhắn tin, thích nghe những ca khúc hay với âm nhạc. Hay chúng ta đi tới công viên, cùng lái chiếc xe lửa ở nơi đó. Con không muốn mà, con chẳng muốn mà chẳng chịu đâu. Con không muốn làm, con chẳng muốn làm, không làm đâu. Vì vậy, các con đã tự loại mình ra khỏi hệ thống. Xin lỗi mẹ, xin lỗi ba. Chúng con sẽ cố gắng thực hiện những gì mà ba mẹ yêu cầu. Đến đây, hãy đi ngủ nào các con. Ngày mai còn phải đi học đấy.